Còn nói về cái chuyện mà Phật tử này nói rằng ấy, họ bảo ăn tiết canh cho đỏ, đầu tháng ăn tiết canh cho đỏ, thì khẳng định với các quý vị không có cái chuyện đó. Mà thậm chí vị đó còn gì, xét về luật nhân quả, vị đó còn chuốc thêm tội, tội lỗi lớn nữa, uống huyết, uống máu tươi của gì, của chúng sinh, mà bảo là gì đỏ thì chắc chắn là không bao giờ có. Không chỉ ở trong kinh Phật nói, mà chúng ta thì thấy chắc chắn là gì, các vị Diêm Vương cũng sẽ không gì không hoan hỉ cái điều đó, khiến cho vô số những chúng sinh bị mất mạng một cách là đau đớn, oan uổng, thù hận, thì không bao giờ chúng ta thì bảo là ăn cái đấy mà có phúc được, ăn cái đấy mà đỏ mà có lộc được, không có đâu. Muốn có lộc thực sự á, đầu tháng chúng ta nên gì, nên đi ăn chay, vào ngày mùng 1 nên đi ăn chay, đến quán chay mà ăn, ngày rằm đến quán chay mà ăn. Thậm chí trong kinh Địa Tạng nói một tháng có 10 ngày gì, 10 ngày ăn chay thì nên đến quán chay mà ăn đó. À, ăn chay ở Hà Nội chúng ta mấy năm trước thì rất ít quán chay, nhưng bây giờ Hà Nội chúng ta thì rất nhiều các quán chay rồi, nhưng rất tiếc là các quán chay bình dân đó thì nó còn quá ít. Các quán chay Hà Nội bây giờ có nhiều nhưng phần lớn là các quán chay gì đắt tiền. À, vào ăn quán chay á phải 100.000. À, nếu mà ăn buffet á, mấy quán quanh quanh khu vực Quán Sứ, Bờ Hồ vân vân đó thì phải 99.000, họ bán 99.000, thực tế là 100.000, à, mất rồi còn đâu nữa. Họ vẽ và 99.000, thực tế có ai lấy là 1.000 đâu, đưa 100.000 ai giả là 1.000 đâu. À, mà giả là 1.000 họ bảo thôi, thế chứ ai họ cầm tờ 1.000 làm gì có tờ 1.000 nữa các quý vị, tờ 1.000 có ai tiêu nữa đâu, tờ 2.000 họ chẳng muốn cầm chứ thì cái tiêu tờ 1.000 nữa. Nhưng mà bảo 99.000 một suất cơm chay ở Hà Nội, quán cơm buffet. À, thì chúng ta thấy như vậy là còn rất là đắt chứ không phải đơn giản. Nhưng tôi đi vào trong Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh nhé, quán cơm chay họ sang thì 30.000, à, bình dân là 15 đến 20.000. Ăn 15.000 hoặc 20.000 là bình dân là đủ ăn đủ no rồi, cơm văn phòng hay là cơm sinh viên vân vân, à, ăn thế là đủ no và cũng đủ chất rồi. À, đủ chất dinh dưỡng, rau xanh các thứ rồi. Nó còn ăn 30.000 thì khá hơn một chút, thì đấy là gì? Họ ăn cấp cao rồi đấy. Nhưng ngoài Bắc chúng ta 99.000. Thậm chí nếu mà mấy người mà vào những cái quán chay mà tốt sang trọng, 5 người hoặc 6 người, à, gọi các món ra ăn cho đủ thì phải mất khoảng 800 đến 1 triệu bạc. 5 đến 6 người thì mất triệu bạc. Còn đắt hơn là cái vào quán ăn mặn nữa. Cho nên tôi thấy là cũng chưa hợp lý. Ừ. Nếu mà các quán chay mà mở ra mà có những cái quán ăn bình dân nữa thì mà nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng có dành cho nhiều tầng lớp gì ăn được hơn. À, rất mong các Phật tử chúng ta mà ai có điều kiện mà có thể mở ra được những cái địa điểm đẹp mà mở ra. Bây giờ giới trẻ ăn chay nhiều, văn phòng, à, những người họ không theo Phật đó, họ ăn chay nhiều vì họ sợ béo. Đặc biệt là các gì, các cô, các chị mà khoảng tầm 20, 25, 30, 40 trở lại là đi ăn chay, rủ ăn nhau đi ăn chay rất là nhiều vì là sợ béo. Vì ở nhà bây giờ ăn thịt, uống rượu, uống bia nhiều quá cho nên béo. Các anh các chị mà béo tròn cả lên thì các anh, đặc biệt các cô các chị rất là sợ. Vì vậy mà miền Bắc vừa qua tôi cũng đi ăn cơm chay mấy buổi rồi, tôi thấy đặc biệt là những mùng 1 và ngày rằm, à, rất nhiều các bạn trẻ đi đến quán ăn chay. Thậm chí là những cái ngày như vậy các quán chay quán nào đông chật luôn. À, tôi không biết cái phố gì ở gần gần chỗ bến xe Mỹ Đình đối diện đó một chút, à, gần chỗ cái, à, đối diện chỗ cái khu vực mà gọi là đại diện của lãnh sứ quán Canada. Ừ. Hôm chúng tôi đến làm việc đó ra ăn cơm ở đó, đến làm thủ tục đi Canada thì sang ăn cơm chay ở đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quán trên một cái đường phố
nhỏ nhỏ, đường đường dài khoảng độ tầm 100 mét mà có 6 quán ăn cơm chay, mà quán nào cũng chật luôn, quán nào cũng chật, quán nào cũng đông người và phục vụ không kịp, không còn chỗ ngồi nữa. Thế như vậy chúng ta biết rằng là người ăn chay ở Hà Nội chúng ta bây giờ tìm ăn chay rất là nhiều, đặc biệt là các bạn trẻ, nam có nữ có, làm văn phòng, thậm chí là những đôi bạn đi ô tô rất là sang trọng đi xuống vào quán cơm chay. Đó, chúng ta thấy đó, cái tầng lớp thượng lưu, tầng lớp tri thức, họ đã bắt đầu tìm đến những cái quán chay rất là nhiều. Đặc biệt là khoảng 1-2 năm gần đây ở miền Bắc chúng ta vừa có quán chay đông mà vừa có nhiều người ăn chay. Tôi nghĩ rằng nếu mà muốn có phúc á, thì đầu tháng này nên ăn chay vào ngày mùng 1, giữa tháng nên ăn chay vào ngày rằm, một tháng 2 ngày đó nên ăn chay á, để mình tạo phúc. Còn nếu như trong kinh Đức Phật nói á, một tháng ăn được 6 ngày chay, 6 ngày ăn chay, đó là ngày 30, mùng 1, 14, 15 và ngày 18 và ngày 23. Những cái ngày đó thì là tháng 6, cái ngày ăn chay đó thì rất là tốt. Nhưng còn như trong kinh Địa Tạng thì nói thêm ăn chay thêm đó là ngày mùng 8 nữa. Những ngày thì ngày 30 mùng 1 này, mùng 8 này, 14, 15 này, 18 này, 23 này, 24 đấy này, 28 tháng thiếu thì tháng 28. Còn như ở trong các sư miền Bắc chúng ta ăn chay cứ ngày 3, ngày 8 và ngày 14, 15, 30 mùng 1, tức là 30 mùng 1 này, mùng 3, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 28. Đấy là những cái ngày mà ở trong Phật giáo miền Bắc chúng ta thì hay vào những cái ngày chay mà ngày xưa chúng tôi đi ăn cư kết hạ, những cái ngày đó. Trong kinh Đức Phật nói các vị thiên vương, tức là bốn vị thiên vương đích thân các ngài đi tuần hóa nhân gian và thấy được đó, những người ở nhân gian này ngày đó bỏ việc ác và làm việc thiện, tức là chúng ta thì không sát sinh, không ăn thịt uống huyết gặm xương mút tủy của chúng sinh đó, mà ăn chay, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật được nữa thì càng tốt, không thì chỉ cần ăn chay cũng đã gì, đã có phúc rồi. Thì các vị thiên vương ấy rất là hoan hỉ, và kiểu mình cứ nói nôm na gì, các ngài hoan hỉ, cho nên các ngài gì sẽ chấm mình sau khi xả bỏ báo thân, các ngài sẽ chấm mình và sẽ rước mình lên trên này làm chúng chư thiên ở trên cõi trời. Cho nên đấy này cũng là cái việc làm rất là tốt. Mà không chỉ như vậy, các ngài mà hoan hỉ thì chúng ta thấy các ngài độ chúng ta có phúc. Không phải tự nhiên Phật lại khuyến hóa các tín đồ Phật tử tại gia một tháng là gì 2, 6 hoặc 10 ngày ăn chay đâu các quý vị. Có nhân duyên của nó hết. Những cái ngày đó là những ngày mà chư thiên đi tuần hóa nhân gian. Chúng ta ăn chay được những cái ngày đó rất là tốt. Không sát sinh, không làm những việc ác. Những cái ngày đó rất là tốt. Thay vào đó là gì? Phóng sinh tu phúc làm việc thiện được nữa thì càng quý công đức thì càng nhân lên gấp bội lần. Cho nên á, bạn nên khuyên gì, nên khuyên mọi người thay vào á, ăn tiết canh lòng lợn vào đầu tháng để cầu may, thì khuyên các bạn gì nên đi ăn chay vào đúng cái ngày mùng 1 đó và ngày rằm đó, tháng 2 ngày thôi, chỉ cần được tháng 2 ngày thôi, các bạn thấy trong một tháng đó các bạn sẽ thấy cái sự may mắn nó khác thường với những tháng trước đây thì các bạn ấy đi ăn tiết canh lòng lợn. Tôi đảm bảo với các vị, nếu vị nào mà làm được như thế, tôi đem công đức tu tập của tôi và của đại chúng để hồi hướng cho những người ấy, mà bạn khuyên người ta đi ăn chay mùng 1 và ngày rằm được, đem công đức tu tập của bản thân tôi cũng như các sư ở trong chùa và đạo tràng
hồi hướng cho họ gì, cầu phúc được phúc, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài, cầu bình an được bình an, cầu những cái điều gì, cái điều không trái với quy định pháp luật nhà nước, cầu những điều không trái với quy định nhân quả. Nguyện Hồng Ngân Tam Bảo gia trì cho họ được, đều được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Đó, bạn cứ khuyên họ làm được cái điều đó đi. Chỉ cần tháng được 2 ngày đó, mùng 1 ngày rằm đó, đầu tháng và giữa tháng. À, nếu mà tăng lên được thì được gì? Vào ngày 30, mùng 1 và 14, 15 tháng 4 ngày đó là quý rồi, không thì chỉ 2 ngày. À, bạn cứ khuyên đi. Khuyên người ta bảo thay vào đi ăn tiết canh lòng lợn đầu tháng cho đỏ. Bạn khuyên họ đi ăn chay vào ngày đầu tháng để cầu may, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu tình duyên, cầu tất tần tật những điều gì pháp luật không không cấm, tức là không vi phạm pháp luật đó, không vi phạm về đạo đức, về nhân quả của Đức Phật. À, đảm bảo là chúng tôi sẽ gì, cầu Phật, cầu Tam Bảo gia trì cho họ sẽ được như nguyện. Ừ. Và bạn á, làm được cái điều đó, khuyên bạn làm được điều đó thì khi mà họ được như nguyện, họ mới thấy gì, ô, cắt tóc vào gì, đầu tháng cũng gì, cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc giữa tháng cũng gì, cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc cuối tháng cũng có lộc, có tài, có bình an. Không quan trọng là đầu tháng hay cuối tháng, tất tần tật đều tốt đẹp cả. Miễn là gì, đầu tháng họ đi cắt tóc thì như bạn nói gì, cắt tóc vào đầu tháng đẹp trai, có khi là nhiều cô gái theo hơn, càng có tốt. Bạn gái đây gì, đi làm đẹp vào đầu tháng, có khi là gì, nhiều anh chàng là gì, đi cứ liếc liếc mắt rồi ngã xoành xoạch ở ven đường thì chết, nguy hiểm. Thầy nói trêu vậy thôi. Bạn mà khuyên được họ làm được cái điều đó, tức là ăn chay vào đầu tháng thay vào ăn tiết canh, mà họ thì được bình an, thì thầy nghĩ rằng rồi dần dần họ, người này bảo người nọ mách người kia, họ sẽ không chỉ, họ không kiêng cắt tóc vào gì, vào đầu tháng nữa đâu. Mà họ lại nghĩ là gì, đầu tháng tháng cắt tóc á, tức là cắt đi cái dư, cái thừa, những cái xấu á, để đoán cái gì, cái cát, cái tường, cái tốt đẹp hơn á. Tóc tai nếu mà để cuối tháng mới cắt thì nó bù xù ra. À, nếu cắt vào đầu tháng á, thì cả tháng đẹp có phải tốt hơn không? Cả tháng lại xấu xí thì cuối tháng mới đẹp trai thì trai nhìn nữa. Đó, cho nên đấy, cái này thì thôi, nó cái nhân duyên. Trước tiên thì bạn cứ khuyên người ta được làm việc tốt đã, người ta được bình an thì bạn sẽ có phúc, thì đương nhiên à, thì bạn sẽ ngày đầu tháng không phải chơi dài nữa, và cuối tháng sẽ không phải gì, phải làm mãi không hết nữa, làm hoài không hết nữa. Chia ra được là tốt nhất.